có đi thế. Chỗ nào? Khó luôn đấy. Ôi đi chưa đâu ơi. À cây dưới rừng này mà không có quả nhỉ? Cái mà. Này là thuốc đấy. Chỗ to mà không có quả. Rời nâu nữa à? Anh em bọn mình đang đi kiếm một món ăn các bạn ạ. Nếu các bạn theo dõi kênh của mình ý, thì là mình cũng có một video chia sẻ món ăn này rồi. Đó là cái nhộng của con sâu gióm các bạn ạ. Sâu gióm là con này nó không phải là sâu gióm nhỉ? Không, xin lỗi các bạn, không phải con sâu gióm đâu. Nó cũng là họ hàng của nhà sâu gióm. Đấy, đây đây. Ở trên cây này cơ các bạn ạ. Phân của nó đây này. Chỗ nào? Ấy hôm nọ ngay đây này. Có một tập mình cũng quay cái tổ này rồi. Đây này, chỗ mới đây này. Mọi người lên được ấy thì lên được xong á. Vừa đi vừa nghỉ. Nó không ở chỗ à? Hôm nọ nó chỉ ở bên dưới này các bạn, hôm nay lên tận trên này. Họ ăn ghê thật. Này chả có móng chèo nhưng nó anh phập lên. Cái này là cây gì nhỉ? Chèo. Nói đến nhộng sâu gióm là mọi người đã cảm thấy là rợn người rồi đúng không? Để lấy được cái tổ sâu gióm này các bạn ạ. Kén của sâu gióm thì bọn mình sẽ phải trèo cây. Thông thường thì có một số cây là nó ở thấp thôi. Nhưng mà cũng phải trèo các bạn, tương đối khoảng 4 mét. Hoa đang lấy nứa trời lên, khoảng 4 mét các bạn. Bình thường nó ở sẽ khoảng 4 mét nhưng tổ này ở phải đến 6-7 mét. Đây này. Không phải lúc nãy là mang rào lên trước rồi các bạn ạ, nhưng mà kiểu lên nó vướng nó rơi thôi. Khoảng kia dễ, anh Hòa lui ra tận ngoài kia kìa. Được rồi, cho đâm lên chỗ đấy đi. Ôi, lúc nãy mình lên tận đỉnh rồi kìa mà. Không được rồi. Không được rồi, ai mắc rồi. Đây, lên dao lên này. Bắt được chưa? Ăn được chưa? Đấy, bóc xong là thả xuống. Không phải cay cũng được rồi. Tình hình nào ổn không? Đang bóc rồi nhé các bạn nhé. Thực ra là mình định đưa cái máy GoPro cho Út quay trên đấy cho nó kịch tính một tí. Nhưng mà thôi các bạn, tí nữa mọi người xuống xem sau nhé. Ôi, ra một lớp rồi kìa. Đường xa này. Đấy. Đấy, đấy, kì chưa, kì rồi. Zoom lại gần để xem này. Thôi, 41 thôi. Hơi mờ nhỉ. Da nó không bóc được như da chẩu à? Đấy, Út đang cạy ra đây này. Được 3 lạng không? Hai lạng là ngon rồi. Hai lạng nhộng là ngon rồi. À hoa chê à? Ui ôi nhiều các bạn ơi, thấy chưa? Như kiểu nhộng tằm kìa. Đấy đây này đấy. Thả vào trong nứa. Thả vào trong nứa đi phải nó vỡ bầu.
nhộng đen chưa? Đang định ra đi theo dây à? Cho ra xuống trước đi. Bám chắc nha. Đây ra rồi. Bây giờ xuống đấy bắt ngoài sang có cây kìa. Từ từ thôi. Như khỉ luôn. Nhà đã có canh. Về thôi anh em ơi. Thôi về nhá, về lán nhá mọi người, à về trại nhá mọi người nhá. Về trại mình sẽ xem cái chi tiết hơn nè. Sắp bung hết ra rồi. Rồi em sắp ra rồi. Thế đây có thể, ui còn ra cả con còn chưa ấy đây này. Đây các bạn này. Ra cả con bọ gióm đây này. Đấy. Ăn phải ăn loại này cơ, loại xanh xanh. Như nhộng tằm nhá. Đây này mọi người này. Cái này cho có thể sẽ là kinh dị đối với một số người đấy. Bùi lắm loại này. Tằm. Béo hơn tằm nhiều. Ui ôi, nhộng nó to, con này cứ ui dồi ôi. Đây chưa các bạn này. Nó rơi này. Con nhỏ nhỏ chắc là con đực. Chia chén này. Đây này các bạn này, nó từ cái con như này này. Đấy, con này nó còn chưa ra đây này. Sau một thời gian thì nó ra con như này. Kỹ luôn. Béo thơm như kén tằm. Đưa lại đây. Tiếp tục đốt nha. 15 năm thăm thoát chả ra gì. Dạ. Đúng là loại này muốn ăn là cũng hơi hiếm đấy. Không phải đơn giản đâu các bạn ạ. Không phải là bình thường mà có đâu. Có mùa mới có. Nhất định là có cái ăn. Đây các bạn này đấy, thấy chưa? Nếu mà nhìn cái con mẹ của nó ấy, mọi người sẽ ghê đấy. Rất ghê luôn. Rất là ghê này. Đây. Bùi lắm, trong này đây con mẹ của nó đây này. Con này phải mót tay. Có một con đấy, con đấy chắc chả đợi. Con này chắc chả đợi. Đây con mẹ của nó đây các bạn này, nhìn cái chân nó kinh chưa này. Đây. Nếu mà ai dám ăn chỗ này đâu mà. Con này con chưa thoát được thôi. Còn con này thì nhộng nó béo lắm các bạn ạ. Đây này. Múp míp luôn. Rửa đi mà sao. Đây. Xả. Giang xả. Xả nên ăn được. Giang vậy rồi à? Ừ. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Tằm ấy. Thảo nào nó chưa lột được. Tính chỗ này bao nhiêu chén? Ừ. Anh em. Ôi. Vứt con kia. Ôi rồi xịt vứt một con này đấy. Về chưa? Ôi thôi, lá thùng. Lá thùng. Tôi đi sao đấy nhỉ? Sao đi. Để cho vào lồi kia để rửa sạch cái lông của nó đi. Ừ. Đấy, ôi về. Đấy các bạn ơi, cái tổ nó đây. Sau khi mà lấy thì bắt cái con nhộng của nó thì nó còn cái tổ như này. Cái này mình mó tay vào đây vẫn bị cắm nha các bạn nhé. Nên là vẫn bị cắm vào tay đấy. Ồ, nhiều lông lắm. Nên là mỗi khi anh em lấy thì phải dùng que để gẩy cái con nhộng ra. Cái này vẫn cắm đấy. Này bỏ thôi. Đằng nào chả thế. Hay là giang riêng. Thank you.
mà sợ vào mỡ là nó cháy hết sao. Đã nhiều được nó lớn lên tí nhờ. Cậu lớn loại, tí nhờ. Bắt con nhỉ. Được bắt con đấy. Được đúng bắt con. Hôm nay giang xả nha mọi người nhá. Một bắt con. Cái này ăn này tí nữa mới cảm nhận sau nha mọi người nhá. Nhưng mà khẳng định với các bạn là nếu ai ăn được cái con này cực kỳ ngon luôn. Hôm nay giang xả nha mọi người nhá. Măng xào. Cái lần của nó vẫn cắm đâu đó chứ này. Bỏ hết à? Dạ. Hết chưa? Đây rồi, chạy thấu đây. Được, quá ngon. Chưa? Cho măng vào đấy luôn. Hết rồi. Này ăn con một rồi nha. Đừng ăn hai. Đâu, con. Đâu, một con phải cắn đôi chứ. Hai con. Đừng kẹp ra. Đừng nhân đôi, nhân 4 là căng. Trời ơi, cạn. Lời cũng chết. Đây là món măng xào. Lần dừng lại có măng ăn nha. Bẻ càng ra. Đây các bạn, đây là chính nha. Cái này phụ nha. Đây này chính nha. Cái này cơm chiều. Cơm chiều anh em nha. Mời mọi người đi. Chiến đi. Mời các bạn nhá. Thuốc từ tà này căng thế. À ngọt thế nhỉ. Có mật ong. Chúng ăn cua đã. Lại có cua ăn nhỉ. Cứ đi đồi lại có cua ăn. Cứ đi rừng là có cái ăn mà. Ôi, xin phép anh em nhá, làm thử một em nhộng sâu gióm này xem nào. Cua từ đấy xuống luôn nhỉ. Đây này, đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Bùi kinh khủng quá. Con này nó bị phò ra rồi. Đây các bạn này, đấy. Nó đặc xịt như này cơ mà. Đây này, đấy. Anh nhìn thấy gì đâu, đây này. Măng thì quá chất luôn, quá chất lượng rồi. Làm tí măng đi. Không hề tí nào nữa đúng không? Có cả chất đạm, cả canxi, cả chất xơ, cả có vị cay, có cả men nữa. Wow. Nắm thật đủ ngon. Toàn mất khén là ngon đúng không? Cua ăn lại này. Ôi, ăn làm gì càng nhỏ hả?
ăn càng to đi. Thôi gì vậy? Tiết kiệm đi. Thôi, tiết kiệm là cuộc sạch. Ta chả hết gì được quần. Thôi ăn đi, mình có ăn cua đâu. Bỏ cua lâu á, ăn thịt thôi. Làm cái gì đi. Ăn chậm tốn mồi uống đi. Bẻ như kiểu tôm Alaska nhỉ. Đúng chưa? Chấm tí chứ, cay cay chứ. Đó, phải nhạt. Phải nhạt thôi. Cảm nhận như nào? Phải biết tí nữa có về được không. Nói chung là nghỉ lắm mới một con phải cắn đuôi ra này chết. Cái con này ăn rất là ngon các bạn ạ. Nó bùi. Đa phần ở bên trong là nó con chỉ còn nó... cái chất tinh bột thôi. Nó sắp thành ấy rồi này. Nó sắp thành con bướm rồi. Đây con đũa đây. Đây chưa? Nạc cực. Gọi là món hiếm đấy, không phải đơn giản đâu. Khách 7 con bướm bướm rồi. Ngon lắm anh em ơi. Ngon nhưng mà hôm nay ăn không được thoải mái lắm. Nào ít á. Ít gì nữa. Dạ, ăn thoải mái đi. Cứ hãy ăn đi chứ. Mà này. Đó, như này các bạn này. Đấy, toàn xịt thôi. Mà hơi nhạt, út cho hơi ít muối. Chủ yếu là để còn chấm em. Hỏi này yếu thận. Ôi trời, béo. Quá béo luôn. Cua mùa này béo thật đấy. Con này con này béo nhờ. Con cá này béo không? Con này chỉ có con đực nữa. Đẹp không? Đấy. À, con cá này. Thấy chưa? Chưa. Ôi trời. Béo thật đấy. Con nào cũng béo nhỉ? Lô lô này mình bắt là toàn con béo nhỉ? Không, một rét rồi, nó làm đầu vụ cái gì. Ừ. Con hạ thu đông à? Hôm nay mình có sổ mũi chứ. Uống tức là xuống đến cái chỗ nó bị trơn họng, nó sót kinh khủng luôn à? Trừ cái đám tà ấy vào. Nhờ. Này mà ngon nhưng ít quá nhỉ, toàn thịt. Ăn thịt đi. Cái gì đấy? Thì cậu ế đấy. Thế cứ các mang ăn đấy nhỉ? Thấy chưa? Mình ăn thịt cho thế nào? Ăn thịt đi nào? Kiêng à? Kiểu thấy ăn đi chứ. Ăn đi. Đồ này đang giảm béo, không dám ăn thịt. Ăn đi tiền ăn cân dài. Đồ này đang giảm béo. Hôm nào xem thử cây đằng kia có không? Có đấy. Cây trên áo bốc cho mà có thì. Ăn nhông đi anh em. Chỗ nào? Ăn dưới chân rừng này. Ừ, bộ đấy. Sướng thật. To con cây đấy. To nó bằng cái màu. À, mới đi. Nó đá vào. Ôi, bầu lên kiến cái cây. Dài này, 1 mét đấy, 1 mét đấy. Cái con này chả biết nó ăn cái gì của cây. Ông nghĩ là nó hút nhựa rồi. Ờ nhỉ. Nhưng năm nay mình ăn hết nhá, sang năm nó lại có cái cây đấy, nó có, nó vẫn có các bạn ạ. Cây này năm ngoái ăn rồi, mọi người ăn rồi, năm nay bọn mình ăn lại vẫn có, không biết nó từ đâu nó đến ấy. Hoặc là tối nhá, tối là nó lên tận đỉnh nó ăn xong. Ờ xong là nó lại di chuyển xuống. Có ăn thì lá phải chịu chứ. Quá ngon luôn các bạn, nhậu sâu gióm. Nhỉ. Nó hút nhựa cây. Làm con to nhá mọi người nhá. Anh Hòa nhá, em làm con to để em review cho mọi người xem. Chắc là chỉ ngon ngon. Kẹp mắt khén. Béo hơn cả con tằm. Anh nhìn giống như kiểu hai con ấy. Đâu? Một con bẻ đôi. anh nhìn thấy hai đầu ấy. Ngoan ngoan quá. Ngoan thịt màu quá nhờ nữa. Ngoan.
Sướng thật các bạn ăn cái này. Nhìn thấy hai đầu anh cửa hai con. Trách cam lại chứ. Bùi này, béo này, thơm nữa. Đó, nhưng mà hình như ngứa ngứa cổ hay sao phải không? Nó nếu mà ngứa thì nó phải nhân đôi số này lên nó mới ngứa. À. Còn nếu mà dị ứng thì chắc phải 2 cân thì dị ứng rồi. Dị ứng chắc phải tối mới dị ứng, bây giờ không dị ứng. Nói chung là món ăn hôm nay theo cảm nhận của anh em bọn mình là rất là ngon các bạn. Hai nữa là nó cũng hiếm đấy, quả đồi này gần như là đi anh em đi lên tận đỉnh mà hôm nay mới được. À mà hôm nay mới đốt cái tổ này thôi, còn lên đỉnh cũng có gặp đâu. Còn một tổ thì người dân người ta đốt mất rồi. May còn có tổ này. Làm được ăn được con táo đỏ và 2 lít rượu. Thôi anh em mình làm chuyến tổng kết nha. Cảm ơn người nhá. Anh em mình xin phép là nghỉ các bạn nhá. Để sinh hoạt cơm nước thêm tí nữa, thực phẩm còn nhiều lắm đây này. Cái này không phải còn không ăn hết mà ăn dè. Cái này không dám ăn. Ăn vào sự qua cái bụng rồi qua cái họng văn là mất ngon rồi. Không mà, biết gì nữa. Nhưng mà ai mà ăn nhiều thì dính phạt hết mới khổ, có ai dám ăn đâu. Anh ăn đi, ôi cái ăn đi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ anh em bọn mình nhá. Ăn đi. Ngại. Cháu hủ. Bổ rẻ. Chắc là béo. Chắc là giờ béo. Máu ông giống máu bà nó ngon béo. Tôi từng lại theo được. Nhóm máu ông là chắc là giờ.